Giải đáp mua cây ngải cầu tài lộc ở đâu? Bản quyền video này thuộc về thầy Bá Vi, nghiêm cấm sao chép và chỉnh sửa dưới mọi hình thức, nếu không có sự đồng ý từ thầy Bá Vi. Nhiều người vẫn thường nghĩ rằng nuôi ngải là để hãm hại người khác hay ngụ ý về những điều kỳ bí, đáng sợ, khó lý giải, nhưng thực tế đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm, bởi nuôi ngải đặc biệt là cây ngải cầu tài giúp mang đến nhiều điều tốt lành cho người nuôi. Nhưng mua ngải cầu tài ở đâu, cách nuôi ngải ra sao để phát huy những giá trị tốt lành thì không phải ai cũng biết. Vì vậy, hãy cùng thầy Bá Vi đi tìm hiểu chi tiết về loại ngải này dưới đây. 1. Cây ngải cầu tài là gì? Ngải là loại cây thuộc dòng họ thảo mộc thuộc họ lan chi, gừng. Loại cây này có nhiều hình dáng khác nhau nhưng phổ biến nhất là loại ngải lá mảnh gần giống cây hẹ hay thủy tiên. Ngải có củ giống với củ gừng hay củ riền. Ngải hút tinh hoa của đất trời để sinh tồn nên chúng chứa nhiều linh tính. Vì chứa nhiều linh tính nên ngải bị lầm tưởng là loài cây hắc ám chuyên dùng để gieo rắc những điều xấu, hãm hại người khác. Đây là một cách hiểu sai lầm về ngải. Bởi trên thực tế, ngải là một loại cây tốt giúp chữa bệnh và được các thầy cao tay luyện thành ngải làm ăn hay còn gọi là ngải cầu tài. 2. Các loại cây ngải cầu tài. Ngải cầu tài có rất nhiều loại khác nhau. Trong đó phổ biến nhất là các loại ngải dưới đây. Cây ngải đen, hiệu quả nhất và được thầy Bá Vi sử dụng. Ngải nàng truyền, ngải nàng rù, ngải nàng mén, ngải nàng mơn bông trắng, ngải nàng mơn bông đỏ, ngải nàng sắt, ngải nàng quạt. Mỗi loại ngải đều có những ý nghĩa riêng khác nhau. Tuy nhiên, điểm chung của các loại ngải này là giúp chiêu tài, đón lộc và giúp cho công việc làm ăn buôn anh chị thuận buồm xuôi gió. 3. Mua cây ngải cầu tài ở đâu đảm bảo? Không khó để anh chị có thể tìm được một nơi anh chị các loại cây ngải làm ăn. Tuy nhiên, không phải cây ngải nào cũng có tác dụng giúp chiêu tài đón lộc cho chủ nhân. Bởi ngải dù có nhiều linh tính nhưng nếu không được đánh thức thì cũng chỉ giống như một cây cảnh trang trí thông thường không có tác dụng cầu tài. Đó là lý do vì sao nhiều người cùng trồng ngải cầu tài nhưng không phải ai cũng được phát lộc như ý. Vì vậy, nếu anh chị muốn nuôi ngải làm ăn thì phải tìm đến những bậc thầy cao tay luyện ngải hay đánh thức ngải bằng những bài thần chú riêng. Tác dụng của cây ngải cầu tài sẽ tùy thuộc vào năng lực đánh thức cây của các thầy. Đối với những thầy cao tay sẽ dùng trì chú để đánh thức mọi linh tính trong cây ngải. Đồng thời, các thầy sẽ luyện linh tính đó thành bùa ngải giúp công việc làm ăn buôn anh chị của gia chủ được như ý. Hiện nay, số lượng các bậc thầy cao tay trong việc luyện bùa ngải buôn bán cầu tài như thầy Bá Vi rất hiếm. Trong khi đó, nhu cầu chơi ngải cầu tài lại cao dẫn đến xuất hiện nhiều những đơn vị giả danh các thầy bán buôn bánh ngải. Các loại ngải này thường không được đánh thức nên không mang lại tác dụng cho người nuôi trồng. Vì vậy, khi quyết định mua cây ngải cầu tài, anh chị cần tìm đến những bậc thầy cao tay như thầy Bá Vi để yên tâm khi sử dụng. Chơi ngải cũng giống như chơi đồ phong thủy. Nếu không hợp, không được đánh thức thì không những không có tác dụng mà còn có thể gây tác dụng ngược ảnh hưởng xấu đến đường làm ăn buôn bán. Vì vậy, anh chị cần cẩn thận tìm hiểu tìm đến những bậc thầy có tâm có tài để tư vấn trước khi nuôi ngải. 4. Cách nuôi ngải cầu tài. Cách nuôi ngải cầu tài không quá khó. Tuy nhiên, người nuôi phải dành thời gian chăm chút và thực hiện đúng theo hướng dẫn của thầy để cây ngải phát huy tác dụng cầu tài cho gia chủ. Dưới đây là một số lưu ý của thầy Bá Vi về cách trồng và chăm sóc cây ngải hẹ cầu tài. 4.1. Đất để trồng cây ngải. Ngải phải được trồng bằng đất sạch. Anh chị nên lấy đất thịt ngoài đồng hoặc đất phù sa ven sông là tốt nhất. Phần bề mặt lên phủ một lớp xơ dừa hoặc trơm để giúp giữ độ ẩm cho cây. Lưu ý khi trồng ngải, anh chị không nên để lớp củ ngải quá sâu dưới mặt đất. 4.2. Nước tưới cây ngải. Nước để tưới cây ngải cầu tài phải là nước sạch tuyệt đối, không dùng các loại nước bẩn, nước chứa tạp chất để tránh ảnh hưởng đến linh tính của cây. Cây ngải không cần quá nhiều nước nên anh chị chỉ tưới một lần ngày tránh cây bị úng nước. 4.3. Vị trí đặt cây ngải. Cây ngải cầu tài nên đặt ngoài trời ở những vị trí có nhiều ánh sáng mặt trời để hút linh khí của đất trời. Vào ngày rằm và mùng 1. Anh chị mang cây vào nhà để làm lễ sau đó lại mang ra ngoài. 4.4. Cách cầu tài lộc. Khi nuôi ngải, anh chị nên lưu ý phải thành tâm và chỉ xin lộc vào một số ngày cố định, không nên xin quá nhiều.
Bởi sinh lọc nhiều khiến cho ngải bị quá tải, loạn nhịp sinh học dẫn đến cây bị héo, úa và rơi vào trạng thái ngủ đông. Khi cây ngải cầu tài rơi vào trạng thái này, anh chị sẽ không thể sinh lọc và phải nhờ đến thầy để đánh thức cây. Chia sẻ câu chuyện người nhờ thầy phá vi giúp. Dạ chào thầy phá vi, con muốn thỉnh chậu ngải cầu tài mua bán đắt hàng. Xin thầy phá vi giúp đỡ vì con thiếu nợ nhiều lắm, không biết làm gì để trả nợ nổi. Con làm gì cũng thất bại hết và vợ chồng gây cãi nhau hoài, chồng ham chơi không chịu làm ăn gì cả. Cờ bạc nhậu nhiều lắm, thầy phá vi giúp đỡ cho con đỡ khổ. Nhiều lúc con muốn kết thúc cuộc đời mình cho rồi, mong thầy ra tay làm cây ngải cầu tài giúp con để làm ăn thuận lợi. Kết luận. Trên đây là những chia sẻ của thầy Bá Vi về cây ngải cầu tài giúp chiêu tài đón lộc cho người trồng. Nếu anh chỉ muốn đường làm ăn buôn bán hành thông, phát đạt hãy liên hệ thầy Bá Vi để được tư vấn nuôi ngải đúng cách. Mời anh chị cùng xem qua một vài trường hợp được thầy Bá Vi giúp đỡ có kết quả trong thời gian vừa qua. Hãy xem và cảm nhận nếu mình là một trong số những người đã được thầy Bá Vi giúp đó thì sẽ như thế nào nhé. Nếu thấy video này hữu ích, anh chị hãy like và chia sẻ để nhiều người cùng được biết những thông tin có ích này nhé. Cần liên hệ thầy Bá Vi để giải đáp các thắc về bùa ngải thì liên hệ trực tiếp thầy bằng cách nhắn tin vào điện thoại hoặc qua Zalo, Facebook 0918334190. Anh chị nhớ like và đăng ký kênh để xem nhiều hơn video từ thầy Bá Vi về bùa ngải nhé.